ngu này. Mày nên nhớ nhá, mày chỉ là con ô xin nhà tao thôi nhá. Bố mày đã chua rồi, lòng ba lâu bầu. Con ô xin ngu dốc mày. Bút ra khỏi đây cho tao. Ôi. Xin lỗi anh. Quay cho tôi đi. Cho tôi một đi thôi. Mày nên nhớ rằng ấy, tất cả những thứ mà mày có ngày hôm nay đều là tự mày chuốc lấy cả. Đừng có oán thán cái gì nhá. Con điên này. Mày xem, mày làm gì cái áo của tao? Tao đã bảo mày bao nhiêu lần rồi, quần áo trắng thì giặt riêng ra, cứ chung áo màu như nào hả? Là anh ơi, em không cố ý ạ. Tại lúc đấy nhiều quần áo quá, thế nên em bị lọc sót cái áo này của anh. Sót này. Lần sau thì nhớ cho kỹ nhá, áo trắng đừng bao giờ giặt chung. Vâng ạ. Anh đi thi may mắn anh nhá. Anh đợi tí. Em lấy cho anh cái này ạ. Anh ơi, người ta bảo là ăn xôi lỗ vào đi thi may mắn. Anh cầm đi ăn cho chắc bụng anh ạ. Ôi, hỗn cả thời gian. Anh Quang, sao anh ấy đưa người về nhà đánh bạc thế này? Cút! Không được, ông mà chủ đi du lịch đã dặn em phải ở nhà chăm sóc anh rồi. Anh ấy rủ bạn đến nhà đánh bạc thế này, nhưng không ăn thấy mắt thì sao ạ? Đây, con nào đây? Cô xin cho mày đấy ạ? À? Đuổi nó ra ngoài, mất cái vui. Mày nên nhớ nhá, mày chỉ là con ô xin nhà tao thôi nhá. Bố mày đã chua rồi, lòng ba lâu bầu. Con ô xin ngu dốc mày. Bút ra đây. Bút ra khỏi đây tao. Ôi. Xin lỗi anh. Chúng tôi không thể chấp nhận những người có tiền án tiền sự được. Nhưng anh ơi, đấy là từ lâu rồi ạ. Mà này, nhìn cậu là hình như cậu vẫn còn nghiện. Xã hội không kỳ thị anh, nhưng anh phải chứng minh được bản thân mình trong sạch để xã hội chấp nhận. Mà để làm được điều đó, đầu tiên là anh phải đi cai nghiện đi đã. Dạ anh ơi, em chỉ xin giấc bảo vệ hay là làm công thôi cũng được nhỉ? Bảo vệ cũng cực kỳ quan trọng. Xin lỗi anh, chúng tôi không thể nhận anh được. Mời anh đi về cho. Dạ, anh xem lại giúp em. Nhất quyết là không được. Dạ vâng, thì anh xin phép. À đây. My à, ừ, cậu vừa rồi đến xin việc, nhưng mà nhân thân lý lịch có vẻ không tốt lắm.
Vâng. Là ai đây? Không phải anh Quang đấy sao? Cô là ai? Anh không nhận ra tôi à? Tôi là My, cô bé ô xin quê mùa đấy đây. Cô là My? Không thể nào. Cũng phải thôi. Tôi đã phẫu thuật rồi. Mà trông anh có vẻ là không ổn nhỉ? Mặc xác tôi. Cô biến đi. Ơ kìa. Quen cũ thì sẽ phải chào hỏi nhau vài câu chứ. Nhỡ may đâu giúp đỡ được gì thì sao? Cô ngồi đây để khinh tôi cái gì? Cô cười đi. Cô cười lớn lên. Từ từ đã nào. Mới có 2 năm mà hình như là mọi chuyện thay đổi phết nhỉ. Cũng nhờ có câu chê bai của anh mà tôi mới có ngày hôm nay. Cô hả hê làm đúng không? Hả hê thì không. Nhưng mà tôi có cái này cho anh đây. Sao? Hèm thuốc lắm đúng không? Cho tôi. Vã lắm rồi đúng không? Cho tôi đi. My. Quên cho tôi đi. Cho tôi một đi thôi. Mày nên nhớ rằng ấy, tất cả những thứ mà mày có ngày hôm nay đều là tự mày chuốc lấy cả. Đừng có oán thán cái gì nhá. Điên chưa? Tổ sư. Người ta chưa đâu. Cầm má anh đấy mà.